Jessica. Where are you from, America? Utah. Okay, Jessica, it's right now Arben Gula to invite you to sing this one song of the girl band, American girl band. Bangles. The Bangles. You know Bangles? You're from American, but you don't know Bangles? This song, Internal Flame. Internal Flame. You may know this song. Okay? Dạ kính chị, bây giờ ban nhạc chúng em sẽ cùng chị set Jessica đến từ tiểu bang Utah của Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ sẽ tặng cho kính chị một nhạc phẩm rất là nổi tiếng, một băng nhạc nữ của Mỹ vào những thập niên 80, đó là băng nhạc Bangles, nhạc phẩm được dịch ra tiếng Việt Nam với tựa đề Niềm Đau Chôn Giấu. Ladies and gentlemen, welcome to Jessica from USA. Jessica, I hope one day to see you on American Idol. Yeah. And now, Arben would like to invite Mr. Russian Mafia.